thì siêu âm nó vẫn là cái phương tiện ban đầu cung cấp những thông tin chẩn đoán rất là tốt trong việc khảo sát vùng tuyến nước bọt. Thì một cách nôm na là em mới hiểu là tuyến nước bọt của mình nó có ba cái cấp tuyến: tuyến mang tai, tuyến dưới hàm và tuyến dưới lưỡi. Ba cấp tuyến này, nhưng mà cái về cách tiếp cận mà có thể nhìn và chẩn đoán được, thấy được chủ yếu là tuyến dưới hàm và tuyến dưới lưỡi, tuyến mang tai thôi. Còn tuyến dưới lưỡi đôi khi rất khó thấy, khó có cũng có thể thấy được nhưng mà nằm ở góc đó, nhưng mà rất khó coi. Và bệnh lý nó cũng ít, tuyến dưới lưỡi thì ít, nhưng chủ yếu là bệnh lý của tuyến mang tai và tuyến dưới hàm. Cho nên trong cái khuôn khổ bài này anh sẽ nói về cái bệnh lý của tuyến nước bọt. Thì hãy hiểu là cái nước bọt này nó được hình thành từ tuần thứ 6 đến 7, từ cái biểu mô sàn miệng. Và nó cái tuyến mang tai thì có hai điểm, nó khác là tuyến mang tai thì xuất phát từ ngoại bì, còn tuyến dưới hàm và tuyến dưới lưỡi thì xuất phát từ nội bì của cái biểu mô thành miệng, thành họng miệng đó, giai đoạn tuyến mang tai. Thì chỉ nhớ hai điểm đầu tiên là nó hình thành khoảng từ 6 đến 7. Rồi về cái nguồn gốc thì của tuyến mang tai thì nó từ ngoại bì, rồi còn hai kia thì từ nội bì, nó hay khác nhau một chút xíu thôi. Cái điểm quan trọng thứ hai nữa, bệnh nhân những cái tuyến bệnh nhân đến với mình đối với bệnh lý của tuyến nước bọt, bệnh nhân đến anh chị có thể đến vì bệnh cảnh sưng mà đau, sưng có thể có đau không tùy, sưng đau của vùng tuyến mang tai, tuyến dưới hàm, sưng vùng cổ. Và một cái bệnh lý thứ hai nữa là thường nó sẽ sốt. Đây là những cái bệnh cảnh lâm sàng đó. Nhưng ở trẻ lớn nó có hai cái đáp lâm sàng khác mà nó đến cho anh chị, đó là có những đứa trẻ hoặc người lớn chảy nước miếng liên tục. Nó có một cái bệnh lý ở da con, nó có một cái bậc thực phẩm sinh, nó chảy nước miếng liên tục, nó do sự. Và một cái dạng ngược lại thứ hai đó là bệnh nhân đến với anh chị hoặc là đứa trẻ nó không bài tiết nước bọt hoặc là giảm bài tiết nước bọt, hay gọi là khô miệng. Và chết tất nhiên khi nó không bài tiết nước bọt hoặc là nó khô, nó giảm hoặc là không bài tiết thì nó liên quan đến những cái bệnh lý mãn tính. Ví dụ có những trò bệnh lý mãn tính, nó viêm cái mang tai mạn rồi nó suy cái nước bọt á, nó bị suy cái hệ thống tuyến, nó giảm bài tiết cho đứa trẻ và còn bệnh nhân nó sẽ biểu hiện giảm cái bài tiết bọt ra, rồi nó sẽ dẫn đến tổn làm hư răng. Cho nên câu chuyện đó là ngoài cái hai cấp độ lâm sàng mình thường gặp là sưng và đau, còn bệnh nhân đó, một cái bệnh cảnh lâm sàng thứ hai đó là thì nó mang tính chất về nội khoa, về mảng mình thì khó thấy hơn, đó là chảy nước bọt hoặc là bệnh nhân nó chảy liên tục, nó chảy hoặc là vào một cái dạng là nó khô nó giảm. Về những cái nguyên nhân của cái bệnh lý của những cái nước bọt sưng đau hoặc là thì nó có thể là do viêm nhiễm, có thể do sỏi tắc ống tuyến ở trẻ con cũng gặp, thậm chí có những khối u là cái bệnh cảnh lâm sàng và cái nguyên nhân của nó để mình có định hướng mình đi tìm. Thì có thể nói về kỹ thuật thì anh không nói đây, để đơn giản thôi, thì chứ bắt buộc cho em phải sử dụng cái đầu dò linear tần số cao. Cái thứ hai nữa là đôi khi mà phải sử dụng đắp đe thêm, nó bắt buộc để đánh giá đắp đe. Cái tiếng mang tai thì nó bình thường, nó có độ hồi âm nó dày, tương đối đồng dạng. Và cái thứ ba nữa là nó được dẫn lưu bởi cái ống tăng sen cái tiếng mang tai. Và mình hay ngay ở nó đổ cái đầu trong đổ vô cái sạc cái mặt má ở khoảng này, cái răng hàm số 2 đổ vô vị trí đó. Nên ở những bệnh nhân bị quay bị đó, em mở há miệng ra coi vô đó, cái lỗ này nó đỏ. Còn nếu mà có những đứa trẻ nó nhiễm trùng thì lúc đó mình sẽ nó chảy mũ ra từ đó, nó tăng sen này. Và cái tiếng mang tai, nhắc lại lần nữa là cái tiếng mang tai thì thông thường trong điều kiện bình thường, thường thường là cái độ hồi âm nó dày và tương đối đồng dạng. Thứ hai nữa là cái vị trí đổ của ống tuyến của nó vô cái khoảng ống tuyến tăng sen này đổ vô chỗ cái niêm mặt má ở khoảng răng hàm số 2.
thì cái bệnh lý của trứng mang thai này nó có thể là do viêm nhiễm. Trong cái viêm đó phần lớn là do siêu vi trùng, có thể do bệnh lý trong bệnh cảnh tăng bạch cầu đơn nhân hoặc là bệnh cảnh nhiễm CP tự ta thấy cũng có thể tổn thương, nhưng mà do siêu vi trùng rất hay gặp. Còn tác nhân do vi trùng thì thường người ta thấy rằng nó hay thường xảy ra ở trẻ nhỏ và đặc biệt là ở trẻ sơ sinh. Viêm tuyến mang tai do vi trùng thì thường thì ở trẻ sơ sinh giai đoạn ngủ nhi nhiều hơn, và đặc biệt là trong thời kỳ sơ sinh. Đây là một cái dạng lâm sàng đặc biệt và tác nhân của nó chủ yếu thường là do tụ cầu. Ngoài ra cũng có thể do con chất của Cortis viridon, nhưng mà chủ yếu anh thực tế lâm sàng hay gặp nhất là con tụ cầu. Đối với như vậy thì do siêu vi trùng thì một trong những cái viêm tuyến mang tai mà do siêu vi trùng mình hay gọi là quay bị. Đây là một cái siêu vi trùng của cái họ Vesuvirus, và nó là cái nó lây qua giọt bắn, và cái quan trọng cái thời gian ủ bệnh nó khoảng 15-24 ngày. Tại sao nó quan trọng không? Nó cũng quan trọng nên biết, bởi vì nó sẽ giúp cho em mình biết là mình đang có tiếp dùng, mình đang có hỏi em được cái này bệnh gì, ở nhà có bệnh không, mình biết cái thời gian ủ bệnh của nó chứ. Và cái quan trọng người ta thấy rằng là có 1/3 trường hợp đôi khi nó không chịu chứng lâm sàng, chỉ sưng thôi, thấy cái vùng hàm nó sưng lên. Và tất nhiên ở những bệnh nhân nó có triệu chứng, anh nhắc lại là thường có thể 1/3 trường hợp không có triệu chứng lâm sàng, nó chỉ là sưng. Nhưng cũng có những trường hợp nó có triệu chứng lâm sàng thì chủ yếu trên 90% là sốt trong quai bị mà do em hiểu không? Tức là khi bệnh nhân có triệu chứng thì gần như là 95% là sốt. Cái thứ hai nó đến em bệnh cảnh nó sưng vùng tuyến mang tai, có những đứa trẻ nó sưng là liên quan tới sự giãn phù nề của hệ bạch huyết, nó sưng nó phù nề mô dưới da tận chứ nó sưng xuống vùng cổ luôn, chứ không phải là gốc hàm không, là nó sưng xuống vùng cổ. Thứ hai nữa là viêm tuyến quai bị hay là viêm tuyến mang tai do siêu vi trùng, ngoài cái vấn đề sưng tại chỗ nó phù nề, người ta thấy bằng vẫn có thể khoảng 10% nó bị ở tuyến dưới hàm, chứ không phải quai bị chỉ là xảy ra ở tuyến mang tai, 10% xảy ra tuyến dưới hàm. Quai bị thì nó lại liên quan đến một cái nữa, nó không phải là luôn luôn nó xuất hiện cùng lúc là nó hai bên đều sưng to đùng, mà có thể bên này trước bên kia sau, chứ không phải luôn luôn cùng một lúc hai cái, tức là có thể bên này sưng giờ bên kia sẽ sưng sau. Cái quan trọng thứ ba nữa là nhưng mà vẫn có một bên nổi trội hơn, chứ không phải ví dụ nó sưng hai bên nhưng mà sẽ có một bên nó to, tức là thể thân bây giờ hôm nay nó sưng này, khoảng mấy ngày sau hoặc tuần sau nó sưng bên kia, và cái này khi nó sưng thì tất nhiên cái bên sẽ có một bên trội, cái bên nó triệu chứng nó nhiều hơn, đau hơn, khó chịu hơn. Rồi cái nữa là gì, hãy hiểu nữa là cái quai bị thì như anh nói 90% là nằm ở vùng tuyến mang tai. Sưng tuyến mang tai thì không phải sưng cùng lúc mà nó thể từng lúc, tức là lúc bên này rồi bên kia sẽ xuất hiện sao, và thường nó sưng thì con cũng có thể sưng luôn cả tuyến dưới hàm, và nó có thể phù nề dày, phù nề lớp bì và mô mỡ dưới da. Đó là một cái hiện tượng do nó liên quan đến cái dị dẫn lưu của hệ bạch huyết. Và cái quan trọng nữa đó là gì, là phải hiểu là cái nó có thể có biến chứng viêm tinh hoàn hoặc viêm cái tai bồi trứng, thì cái viêm cũng là viêm sinh dục, thì trong biến chứng đó ở tinh hoàn người ta thấy rằng viêm tinh hoàn hoặc một tinh tới 30%. Cái thứ hai nữa cũng có thể biến chứng viêm màng não được, viêm màng não, biến chứng viêm não. Cho nên mình hiểu để mình biết là đứa trẻ này có biến chứng viêm tụy nữa, anh quên gõ vô có viêm tụy, nó có biến chứng viêm tụy. Tại sao nó sẽ giúp em yếu, khi em tiếp cận một bệnh nhân thì em phải hỏi để mình, ví dụ bệnh nhân có tổn thương viêm tụy cấp phải hỏi, hay bệnh nhân viêm tinh hoàn cũng vậy phải hỏi. Thì đối với viêm tuyến mang tai thì thường trong viêm tuyến mang tai do siêu vi trùng đó, thì trong giai đoạn cấp thường đôi khi anh chị thấy nó to, nhưng mà thực tiễn lâm sàng thấy là nó to hoặc âm nó dày
có thể có những tổ chức, những hạt lympho, những tổ chức lympho bên trong tuyến, và có thể nó phù nề mô mỡ dưới da, nó dày, hồi âm dày mô mỡ dưới da. Nhưng cái quan trọng là nó có hạt phản ứng. Anh nhắc lại là trong viêm tuyến mang tai do siêu trùng giai đoạn cấp, thường thường hồi âm nó dày, nó to, nó dày hoặc là kém, có thể là nó hơi kém như vậy, nhưng mà nó đồng dạng hả, và tất nhiên là không có giãn ống tuyến, là không có sỏi. Thứ hai, có thể có một số tổ chức lympho, những cái nodule eco kém bên trong, nó là do những tổ chức lympho, thậm chí có những cấu trúc dạng hạch bên trong tuyến. Em hiểu không? Đó là cái nhất. Cái thứ hai, tất nhiên nếu mà nó bị một cái viêm, cái đến ngay bị cảnh nó sưng, nó tái đi tái lại nhiều lần, tái đi tái lại nhiều lần, ví dụ nó bị 2-3 lần từ trước, cách đây một thời gian bị, nó bị tái đi tái lại, thì khi đó nó có thể là một cái viêm tuyến mang tai mãn tính. Ở trên viêm tuyến mãn tính này mình sẽ thấy nó có nhiều cái nodule eco kém. Tuyến mang tai có thể nó hơi to ít cũng có thể, nhưng mà đặc biệt là nó có nhiều cái micro nodule eco kém nha. Đó là nó sẽ gửi, em đặt vào vô đồng dạng thì mình nghĩ là cấp, nhưng nó có nhiều cái micro nodule eco kém, mà có những cái micro nodule eco kém thì mình nghĩ coi chừng đây là một cái viêm tuyến mang tai mãn. Hình ảnh của một cái viêm hình ảnh nói nó đến em nó tuyến mang tai nó sưng to hơn, eco nó dày hơn, hoặc eco nó kém, nhưng mà đồng dạng đó. Thì em thấy là nó gợi ý em một cái, nếu đến thì nó sưng và nó có thể có phản ứng hạch, có hạch ở vùng tam giác của em. Xin lỗi, dạ anh nghe nếu ơi. Dạ 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 rồi. Dạ đúng. Rồi nói chút, nói chút bước qua không, rồi rồi một nốt nhạc. Dạ 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 ok, cảm ơn anh. Dạ 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 dạ. Đây là một cái kỹ thuật mới, gọi là kỹ thuật gọi là can thiệp nội mạch trong lúc mổ. Hay quá đi. Mà anh ý tưởng, nó có xuất, nó được từ những ý tưởng mà mình chuyển thành hiện thực và thành công qua gọi là những cảm giác nó lưng lưng lưng, nó thích. Cho nên sáng nay anh ngồi anh kể lại hết em những cái gọi là lộ trình của một cái Mesolex, nó thành công thất bại tại sao rồi nha. Thì hôm qua là cái ca đó nó mổ 2 lần thất bại mà không giải thích được, không xin lỗi anh chị, là lần đầu không giải thích được, nhưng mà mở ra rồi thì nó có nguyên nhân, đừng có mổ rồi mổ lại rồi mà vẫn thất bại, nó tại sao nó không có flow, cứ dùng chải từ từ bắt đầu giảm đến lúc nó không thấy. Nhưng quan trọng là mình biết cách để mình kiểm, mình gọi là xử lý nó, mà qua xử lý cho mình mổ tuyệt vời. Nó ngồi nó bóng cái hơi anh đó thôi, nhưng mà nó anh chỉ cần mình chỉ cần có một cái động lực, mình chỉ mẹ bắt đầu vô ọt vô một cái, nhưng mà vô cái đinh mạch luôn. Nhưng mà ngồi anh nói mò mày mò bóc vô được cái sân, đẩy cái gai lên tuyệt vời, xong rồi nó dùng bóng mình vô nó nở ra. Nên anh dữ liệu anh có hết, mấy em nó sẽ quay lại chắc đưa họ bộ để xa cho anh mà. Nhưng anh có từ giai đoạn mà nó trước mổ cho khi nó bị tắt mổ, rồi nó tắt sau, rồi mổ lại, rồi tắt sau diễn tiến từ từ tắt, sáng nay coi lại ngày qua mình đặt stent rất hay, ngoạn mục lắm. Thật là nói riêng anh là ngày qua anh giống như là cảm xúc trào dậy vậy, làm cái ca đó tới buổi sáng xuống rồi, nhưng mà tới 10-11:30 nó mới là xong cái phần vô ổ bụng, mất cả tiếng rưỡi. Rồi sau đó là mày mò đi mà đưa cái gai vô đi tời, nó đã đúng 12 giờ, là khi 12 giờ là anh có mặt, nhưng mà cái đặt lúc 11:30 chạy ngoài đi hội chẩn xong mình cái lại đúng 12 giờ, lúc đó đi vô mấy em gai nó chưa bò vô được, nó bóng anh ngồi đó. Ở đôi khi
khi cái hơi mình nó quan trọng lắm, ai giờ không biết rồi. Nó giống như là mình tiếp động lực cho mấy em đó vậy, được chúc mừng lắm, ngày qua rồi. Như vậy cái điểm đầu tiên nhớ gì? Viêm tuyến mang tay cấp, nhớ rồi ha, dễ không? Quá dễ chứ nữa. Nhưng mà cái nãy nói những cái yếu tố lâm sàng nãy nó cực kỳ quan trọng, cho em đừng có nghĩ là tôi làm nãy tôi không biết, phải biết, biết để mình nói chuyện chứ, chứ mình học mình không phải là mình chỉ là thợ vô mình nó không nói để mình biết là thời gian nó ủ bệnh là bao lâu, và thứ hai khả năng nó xuất hiện biến chứng là bao nhiêu phần trăm và nó gây cái gì. Ok, giờ bây giờ đến giãn ống tuyến nước bọt. Giãn ống tuyến này nó có hai tình huống, có những hợp nó giãn rất nhiều, nhưng khi nó có nó giãn dạng micro, những chùm gọi là những chùm nang tuyến, thì em hiểu không, mà nó biểu hiện lâm sàng giống như viêm tuyến mang tai mạn. Thì trong cái giãn ống tuyến nước bọt này có thể do sỏi, có thể do bẩm sinh, cũng có thể gặp. Nhắc lại, giãn ống tuyến nước bọt có thể bẩm sinh, có thể do sỏi. Thì đứa trẻ đến với mình trong bệnh cảnh của một cái vùng tuyến mang tai nó sưng hai bên kéo dài lâu lắm, rất lâu, dùng tuyến mang tai và tuyến hàm nữa chứ. Tuyến mang tai, tuyến hàm hai bên nó sưng rất lâu kéo dài, và hình ảnh siêu âm của nó là nhiều cái ống tuyến nó giãn dịch, đấy là dịch chứ, dịch tuyến nước bọt ấy, nó có hồi âm, nó đậm độ protein nó cao lắm. Em hiểu là cái hàm, cho nên cái dịch của nó đôi khi nó rất là quánh, rất là keo, keo sợi, và những cái phần tử hồi âm nó dày như vậy đó. Cái dịch tại trong hộp này thì nó quá dễ bởi là nó giãn to, nên mình thấy được cái thành phần dịch bên trong, thấy được cái đặc tính của nó, có những cái hồi âm dày, phân tử nó sáng này. Cho em hiểu không? Đó, nó giãn to một, những cái giãn túi, giãn chùm. Và những chùm năng này nó to, dịch nó có hồi âm, nó dày, có những phần tử hồi âm sáng. Cái những này đó, đây là nó giãn ống tuyến, giãn ống tuyến mà cái này giãn tinh trùng quá. Nhớ ha, nhìn vô nó có hồi âm, cái điểm sáng sáng hết, tất cả toàn bộ hai bên tuyến hàm, tuyến mang tai luôn. Nhưng có một cái dạng bệnh lý mà anh muốn nói đến, đó là viêm tuyến mang tai tái phát thể thiếu niên. Đây là một cái bệnh lý cũng không phải là hiếm, và mình rất hay gặp với một cái bệnh cảnh lâm sàng mình chẩn đoán, đó là viêm tuyến mang tai mạn. Cái viêm tuyến mang tai mạn, nó viêm tuyến mang tai này, nó là mình gọi là viêm tuyến mang tai tái phát thể thiếu niên. Nó xảy ra liên tục từng đợt, nhưng mà tái đi tái lại, sưng đau. Thậm chí trước tiền triệu của đứa trẻ thì nó có những cái đợt nó sốt, nó mệt mỏi. Đứa trẻ nó sốt, nó mệt mỏi, thậm chí nó lại sưng mà nó đau. Và những cái viêm tuyến mang tai thể thiếu niên này, nhớ cho anh một cái điều là nó thường tập trong nhóm tuổi từ 3 tới 6 tuổi. Nó đến gì bệnh cảnh nó sưng tái đi tái lại. Cứ lâu lâu bị, nhưng người ta thấy rằng một năm có thể bị một vài đợt. Và những cái viêm tuyến mang tai thể tái phát thể thiếu niên này có thể tự hết. Nhưng mà thường sau dậy thì, nhắc lại quan trọng là sau tuổi dậy thì tự động nó hết. Đó là cái điểm đặc biệt mình để mình chứng ngang cho người ta biết nếu nó nặng cái rơi của này. Chứ vậy nhớ cho anh gì, khi tuyến mang tai tái phát thể thiếu niên này nó thường gặp trong cái nhóm tuổi này, và tất nhiên nó có thể nó sưng, nó đau, nó sốt, nó mệt mỏi, và nó kéo dài khoảng 3 đến khoảng chừng tuần lễ trở lại thôi. Nhưng trong một số trường hợp khi nó sốt, nó đau thì có thể dùng kháng viêm non steroid, có thể dùng kháng viêm giảm đau, có thể dùng corticoid, có thể sử dụng cái, thậm chí dùng tới cái kháng sinh nữa. Nếu đôi khi vẫn sử dụng kháng sinh, nếu mà đứa trẻ nó có nghi ngờ nó có nhiễm trùng thì lúc đó người ta dùng kháng sinh điều trị niêm tụ cầu, nhưng mà nó vẫn có cho phép xài. Mặc dù mình biết rằng nó tự nó lành tính đó, nhưng mà khi nó có biểu hiện triệu chứng thì vẫn có thể điều trị hỗ trợ thêm. Nhưng nhớ rằng điều là nó có mang tính chất tái phát, nó xảy ra trong nhóm tuổi nhà trẻ mẫu giáo, và nó mỗi năm bị một hai đợt, nhưng mà nó sẽ tự hết khi đến tuổi dậy thì. Hình ảnh siêu âm của nó mình thấy, tất nhiên người ta thấy rằng tại vì nó bị tái đi tái lại, hoặc là nó bị có những cơ địa, nó có nguyên nhân, nó sẽ nói, hoặc là những yếu tố thúc đẩy
nó có yếu tố thúc đẩy và yếu tố nguyên nhân, nhưng mà nó có thể làm cho tổn thương nhu mô của tuyến mang thai, tuyến nước bọt. Hậu quả là gì hãy nói rồi, suy tuyến mang, tuyến nước bọt, tổn thương nhu mô, tổn thương mãn tính thì nó sẽ đến suy tuyến nước bọt. Hậu quả là đứa trẻ nó không biểu hiện chảy nước, giảm bài tiết nước bọt, em hiểu không? Thì đó, nó phá hủy tới 50-80% trường hợp. Thì người ta thấy rằng đôi khi những cái viêm tuyến mang thai mạn tính hoặc là viêm tuyến mang thai thể tuyến liên này, viêm tuyến mang thai mạn tính thì nó là tiền sự hãy hình ảnh của tuyến này nó gần giống như viêm tuyến mang thai mạn vậy đó, y chang thôi, nhưng mà nó là tiền triệu của thằng bệnh lý miễn dịch hội chứng Sjögren. Hội chứng này biểu hiện là khô cái bọt ở mắt, em hiểu không? Thì vấn đề nhắc lại, biểu hiện của cái siêu âm của cái viêm tuyến mang thai thể tuyến liên này hồi nãy nói nó sẽ tự hết, thường là khoảng gần 90% tự hết khi đến tuổi dậy thì, nhưng mà cần phải cảnh giác, nếu nó là cần cảnh giác, nó là một tiền triệu của một bệnh lý rối loạn miễn dịch, trong đó cái bệnh cái hội chứng Sjögren này thì người ta thấy rằng nó có những yếu tố thúc đẩy, có thể là do dị dạng cái ống tuyến bẩm sinh, có thể do nhiễm trùng, cũng có thể một cái nhiễm trùng nó đi tới lại nhiều lần, nó lên miếng cái mạng tính, em hiểu không? Đó, đây là những cái yếu tố thúc đẩy thôi. Và cái quan trọng là gì, hình ảnh của nó mình sẽ thấy trên xem, mình thấy là tuyến mang thai nó không đồng nhất, có nhiều cái micronodule để khô kém, còn về hình ảnh mô học thì đã tìm coi đó là nó có một cái hiện tượng thâm nhiễm cái bào vi bảo quản quanh tuyến, và cái ống tuyến này giãn khoảng 1-2 mm thôi về mặt mô học. Và cái hình ảnh, đây là hình ảnh của một tuyến mang thai, em thấy là nó có nhiều cái micronodule echo kém, đứa trẻ này nó bị tái đi tái lại, nó sưng, nó đau, nó sốt, còn lâu cứ lâu sưng, nó bị một ít nhất là 3 ngày đến, anh là thứ 3. Cho mình cảnh của một cái tuyến mang thai, anh thấy nó to, có nhiều cái micronodule echo kém đó. Và tất nhiên nhiều tuyến mang thai hai bên có nhiều cái micronodule echo kém, đây là hình ảnh của một cái viêm tuyến mang thai, nhưng mà nó có thể là mình nghe nãy nói bệnh lý gì thì không, thì đứa trẻ này không hoàn toàn không có triệu chứng gì có gợi ý hội chứng Sjögren, không có biểu hiện gì của một cái gợi ý một cái rối loạn miễn dịch. Câu hỏi đặt ra là vậy thì mình đứa trẻ này nó điều trị tuần tuần lễ em tim mà dài sạch là dùng người nhà dùng chứ con bác sĩ mà, thì sau đó cái sử dụng corticoid với Ovaltine nó xài ganh luôn hai thứ luôn, thì trong vòng 5-7 ngày nó đợi đứa trẻ nó hết. Nhưng mà anh mới nói hỏi anh cần về là làm nên các miễn dịch hay không, nó cũng không cần, bởi vì đôi khi nó bệnh cảnh suy giảm miễn dịch đó, nhưng mà nó đứa trẻ này con bác sĩ cái hai nhìn anh thấy tiếng ức nó bình thường, nó có tiếng ức không phải dạng suy giảm miễn dịch, nên anh nói thôi đi, anh nghĩ là nó có hạt nữa, rất có hạt phản ứng. Đây một cái viêm tuyến mang thai mạn và khả năng rơi vô cái nhóm thể thiếu niên nhiều hơn, viêm tuyến mang thai tái phát thể thiếu niên thường trong tuổi mẫu giáo thường hay gặp. Và cái này theo dõi thì hiện tại thì thấy ok, tất nhiên mình phải loại suy và loại trừ những cái yếu tố kia trước rồi sau đó mình theo dõi. Đó là một cái viêm tuyến mang thai mạn, và trong cái thể viêm tuyến mang thai đó thì nó có một cái thể mà mình lưu ý, đó là thể tái phát thể thiếu niên. Và trong thể viêm tuyến mang thai tái phát thể thiếu niên thì nó sẽ tự hết khi đến tuổi dậy thì. Về đặc điểm hồi nãy thì nó cũng gần giống nhau, nghĩa là cũng là tuyến mang thai có thể to, có nhiều cái micronodule echo kém vậy thôi. Đây hình ảnh của một cái tuyến mang thai, nó cũng có rất nhiều cái micronodule echo kém, anh sẽ xem đó, cũng vậy thôi. Ngày xưa thì mình làm lẫn đây là nó cũng là viêm tuyến mang thai, nhưng mà dạng tuyến mang thai mạn. Người ta thấy rằng có một số hồi xưa nó chụp ngày xưa nó chụp cái tuyến nước bọt thì sẽ thấy giãn những cái chùm nang tuyến, nhưng ngày nay một số tác giả nói rằng siêu âm đủ để chẩn đoán rồi, không cần phải chụp thêm tới chụp tuyến nước bọt, không cần. Đó. Một cái dạng đặc biệt hồi nãy em có nói với tụi em đó là viêm nhiễm trùng của tuyến mang thai
nhiễm trùng do vi trùng. À, nhiễm trùng do vi trùng thì ở một thường hay gặp trong nhóm tuổi nhũ nhi và đặc biệt là trong thời kỳ sơ sinh, và phần lớn là do tác nhân tụ cầu nó đến với em, trẻ em trong bệnh cảnh của một cái hội chứng nhiễm trùng sốt, sưng buồng tuyến mang tai, sưng đỏ. Và tất nhiên ở đây người ta thấy rằng nó cũng có thể gặp 11% do vi trùng kỵ khí. Tại sao vậy? Người ta thấy rằng nó liên quan đến cái gọi là những đứa trẻ nó nhiễm trùng qua cái ống tăng sen đi ngược lên, em hiểu không? Đứa trẻ nó đặt ống nuôi ăn nước bọt đồ ăn nó đọng ở miệng á, họ đi ngược cái lên, ngược nhiễm trùng ngược dòng từ cái miệng qua cái ống tăng sen đi lên gây viêm áp xe. Còn mà cái viêm áp xe, viêm tuyến mang tai mà do vi trùng ở trẻ lớn thì nó có hai cái đặc điểm cần nhớ cho anh dùm. Một là tất nhiên viêm áp xe thường thường bị một bên, hiếm khi nào mà bị cùng lúc hai bên. Hai bên thường do siêu vi nó tác động cùng lúc, vi trùng thường một bên. Ở trẻ lớn, người lớn mà bị viêm áp xe của vùng tuyến mang tai hay tuyến nước bọt là phải luôn cảnh giác với tồn tại đường giọt khe mang thứ nhất. Nhắc đi nhắc lại hoài, nghĩ và đưa tìm tồn tại đường giọt khe mang thứ nhất. Còn trẻ sơ sinh thì nó cái cũng có thể do liên quan được tồn tại đường giọt, nhưng người ta thấy rằng nó liên quan đến hai yếu tố, đó là theo nhiễm trùng máu hay gặp có thể liên quan đến nhiễm trùng ngược dòng từ ống tăng sen lên. Nhưng ở trẻ lớn, người lớn mà viêm áp xe chúng ta ở trẻ lớn, trẻ sinh thì lúc đó phải cảnh giác cái tồn tại đường giọt khe mang. Đứa trẻ sơ sinh này nó viêm tấy ở vùng tuyến mang tai bên phải, vùng tuyến mang tai đó, em thấy viêm tấy đỏ. Và hình ảnh siêu âm đây là một tuyến mang tai echo kém không đồng nhất, nó thâm nhiễm. Tuyến mang tai to dạng thâm nhiễm không đồng nhất, cái bụng echo kém không đồng nhất. Và tất nhiên nó thì tước nó bên ngoài thôi. Đây là một cái viêm áp xe tuyến mang tai trẻ sơ sinh. Anh nhắc lại, viêm tuyến mang tai trẻ sơ sinh do vi trùng đây là dạng đặc biệt, mà thường thì nó có tụ cầu nhưng liên cầu gặp, nhưng cũng có thể do vi trùng kỵ khí. Tại sao? Kỵ khí từ hậu họng, từ vi trùng đường miệng đi lên, các chị em hiểu không? Đi qua ống tăng sen, chỉ nhớ yếu tố thôi, để nó liên quan đến yếu tố điều trị. Đứa trẻ này đến trong bệnh cảnh có một cái sưng dùng tuyến mang tai, nhưng mà đứa trẻ này 5 tuổi rồi, sưng đau không thấy rõ lắm, nhưng mà đứa trẻ này nó có sốt sưng đỏ. Và cái quan trọng thứ hai nữa là em thấy cái buồng tuyến mang tai này echo kém không đồng nhất. Như vậy đó là một cái viêm áp xe của tuyến mang tai ở trẻ lớn. Thì anh đã nãy nói thì sao phải luôn mà cảnh giác đi tìm tồn tại đường giọt khe mang thứ nhất. Yếu tố nào để em nghĩ tới đó? Hai điều, tái đi tái lại. Yếu tố thứ hai, một số đứa trẻ nó khang có chảy mủ ống tai, chảy nước ống tai, bởi vì cái đường giọt khe mang thứ nhất có một cái đầu nó cắm được, nó liên tục bên trong ống tai ngoài á, cho nên là biết để hỏi khai thác. Bỏ xe đi, ok. Thứ hai, bệnh lý u của tuyến nước bọt ở trẻ em, mình nhiễm trùng viêm nhiễm rồi đến u, thì trong đó u này ở trẻ em, u vùng tuyến nước bọt này nó chiếm dưới 5%, nhưng mà người ta thấy rằng 80% nó từ tuyến mang tai. U của tuyến nước bọt thì trong đó 80% là của tuyến mang tai, tất nhiên nó có thể u của tuyến giới hạn được. Và trong tuyến mang tai này thì 80% là lành tính. U xuất phát từ tuyến mang tai thường gặp, u của tuyến nước bọt thì từ tuyến mang tai thường gặp nhất 80%. Và trong cái lành tính này, trong tuyến mang tai này thì phần lớn tới 80% là những u lành. Thì những cái u lành tuyến mang tai đó bên cạnh những cái bú máu, những cái dị dạng bạch huyết có thể gặp chứ, những cái bú máu, những cái dị dạng mà biết thậm chí dị dạng tĩnh mạch trong vùng tuyến mang tai vẫn gặp.
thì ngoài ra nó còn có những cái u lành khác, đó là leomorphic adenoma và pleomatism cũng có thể gặp. Thì những cái pleomorphic adenoma và pleomatism này gặp ở nhóm tuổi lớn hơn, em hiểu không? Ở trẻ lớn hơn. Còn hai dạng này thì ở trẻ nhỏ hơn. Bú máu phải trẻ nhỏ thì ở trẻ nhỏ hơn. Trẻ nhỏ. Tại vì bú máu phải trẻ nhỏ thì trong thời kỳ nhũ nhi sơ sinh tới đến 2 tuổi, 5 tuổi là nó 5 3 4 tuổi là nó tàu nó teo đi rồi. Còn dị dạng bạch huyết thì nó gặp ở trẻ lớn trẻ nhỏ. Nhưng những cái này anh nhắc lại, bú máu thể trẻ nhỏ hoặc là những dị dạng bạch huyết này thì thường là gặp ở trong nhóm tuổi trẻ nhỏ. Còn những cái nhóm thứ hai lành tính đó là leomorphic adenom hoặc là pleomatism thì gặp trong nhóm trẻ lớn hơn, người lớn, tuổi trung niên cũng có thể gặp. Và cái quan trọng, còn cái dạng u ác thường gặp nhất là cái mucoepidermoid carcinom, là thường gặp u của tuyến lớp bọt, u biểu mô, carcinom của tế bào biểu mô tuyến lớp bọt này. Còn một cái dạng mà thỉnh thoảng, không phải thỉnh thoảng đó anh vẫn gặp, đó là lymphoma, những cái lymphoma trong buồng tuyến, cái xâm lớn trong một tiếng mang tay có thể gặp. Như vậy thì sao, những đối những cái bú máu không khó trong chuyện đó, nếu như nó lộ ra ngoài bì trong một tiếng mang tay này, trong lớp bì có cái là nó quá dễ, và nó từ trong lớp bì mô mỡ, lớp bì mô mỡ giờ nó xâm lớn, hình ảnh xâm là một cái mass dạng mô nó xâm lớn từ trong lớp bì vô một cái toàn gần như toàn bộ tuyến mang tay, tồn một tuyến mang tay, và cái u này nó có sự tăng sinh mạch máu. Đó thì cái này nó dễ không? Dễ, dễ bởi hai điều, bởi lộ thiên. Nhưng cũng có những trường hợp nó sưng bên dưới, nó đến trong cái bệnh cảnh sưng của vùng tuyến mang tay mà cái lâm sàng bị đạp mềm. Rất nhiều nơi đạp, và cách đây khoảng một tháng nay, hai tháng hơn hẳn gần Tết, cận Tết. Hồi cận Tết, anh có hội chẩn mấy em ở ngoài Nghệ An cũng gửi anh một trường hợp, đứa trẻ tuổi này qua định lấy video cho em coi rồi, và nó cho tiếng mang tay bừng, tiếng mang tay sưng dày có một cái mask luôn, cũng có tăng sinh mạch máu luôn. Anh nói bú máu mà em nó cứ lật lờ, em nói em điều trị đi, nó bú máu, em mới sợ là có viêm tiếng mang tay. Tại sao đó là một cạm bẫy? Và anh đã từng gặp những ca mà ở ngoài tỉnh mấy em chẩn đoán là viêm tiếng mang tay, càng điều trị nó càng to ra, bởi hai điều, bởi vì bú máu nó tự nó cũng tăng trưởng, nó đang giai đoạn tăng trưởng, nó tự to ra. Cái điều thứ hai, em điều trị ở nó không đúng thì nó đâu, mà thứ hai tiếng mang tay nó em điều trị theo hướng của viêm mang tay đâu có hết. Thì đây là trường hợp mà cái em muốn nói là đứa trẻ này đến mình cho mình cảnh sưng tiếng mang tay mà lâm sàng rất hay chuyện đó là viêm tiếng mang tay, nhưng mà tụi hình ảnh nó là một cái khối dạng mô eco kém đa thùy trong buồng tuyến mang tay. Như vậy thì yếu tố nào giúp cho em phân biệt? Đó là cố gắng đi tìm một cái vùng mô tuyến mang tay, mô tuyến nước bọt, nó thường nó nằm ở ngoại vi, cái ranh giới của nó có bên ngoài, em hiểu không? Thường cái hồi âm nó dày hơn, cái hồi nãy em nói là cái mô tuyến nước bọt, hồi âm nó dày hơn, thì nó dày hơn. Đây là một cái khối dạng mô eco kém đa thùy, và tất nhiên nó cũng tăng sinh mạch máu rất dữ. Tùy cái giai đoạn, những cái 4 tiếng mang tay giai đoạn tăng trưởng này, giai đoạn tăng trưởng. Như vậy cái anh nói đó là những cái bú máu nằm trong buồng tuyến mang tay, trong giai đoạn đó là bú máu thể trẻ nhỏ nằm trong buồng tuyến mang tay, có khi nó nằm hẳn trong tuyến, nó không có lộ thiên, thì là một trong những cái mà mấy em hay dẫn đoán với viêm tuyến mang tay. Thấy vô nó cũng có tăng sinh mạch máu, nhìn vô thấy nó kém kém, cứ nghĩ là viêm tuyến mang tay, cuối cùng nó là bú máu thể trẻ nhỏ. Đó, giai đoạn tăng trưởng. Còn pleomorphic adenom hay là u tuyến đa dạng ở trẻ em vẫn gặp, nhưng mà thường là trẻ lớn hơn chút chứ không quá nhỏ trong nhũ nhi, mà thường là trẻ lớn chút. Thì đây là một cái u hỗn hợp lành tính, hay là u tuyến đa dạng, nó gọi là u tuyến đa dạng hay là u hỗn hợp lành tính thôi. Và người ta thấy rằng cái này nó 85% là u pleomorphic adenom của vùng tuyến mang tay, nhưng vẫn có thể gặp ở vùng tuyến dưới hàm, vẫn có thể gặp ở vùng khoang cạnh họng, cạnh hầu họng á. Cho nên chủ yếu là người ta thấy rằng nó là có thể gặp ở trong vùng tuyến mang tay. Thì nhớ cho anh là pleomorphic adenom vẫn có thể gặp trong tuyến dưới hàm, có thể gặp ở khoang cạnh họng, cạnh hầu họng nha.
Và thường thường thì những cái leo mọc phía adenom này nó đến từ bệnh cảnh không triệu chứng, chỉ đến qua đây thấy nó hơi sưng sưng, nó khó chịu chứ nó không đau nhất, và cũng không có dấu hiệu chèn ép thần kinh 7. Đây một đặc điểm đó. Thấy một cái u nằm trong vùng tuyến mang tai nhưng nó không có biểu hiện chèn ép thần kinh 7, thần kinh mặt á, nó không có liệt mặt, không có méo miệng. Đây là đặc điểm. Và tiến triển của nó thường thường nó chậm, tiến triển làm chậm, rất chậm, nó không biểu hiện gì hết, ghê cơ lắm. Hình ảnh của nó là một cái khác, một cái mass, một cái nodule, một cái mass của khối echo kém, thường là echo kém, tôi nói đồng dạng nhưng có sự tăng âm phía sau. Và nhớ nhanh là có sự tăng, một cái mass thường echo kém, tôi nói đồng dạng có sự tăng âm. Chứ một số trường hợp, đôi khi những cái u nó to quá, nó có thể hoại tử xuất huyết. Nha, có thể hoại tử xuất huyết. Đây một khối echo kém mà có hiện tượng tăng âm ở phía sau, em hiểu không? Đó, mà trong một số mặt đôi khi nó lại có hoại tử. Con bé này cũng vậy, đến một vùng tuyến dưới hàm con khối vùng tuyến hàm, cái mass echo kém, mass echo kém. À, câu hỏi đặt ra hai điểm. Đôi khi nói gì thì nói, mình cũng phải cảnh giác với lymphoma vẫn hay gặp, nhưng mà lymphoma mà chỉ đơn thuần khu trú trong vùng tuyến mang tai thì rất hiếm. Hay nói ngược lại là gì, em đi tìm những bằng chứng khác. Nếu như nó có hạch ở ngoại vi, có hạch ở vùng tam giác cổ sau, có hạch nách, có hạch trung thất thì chắc chắn nó lymphoma chứ không phải là adenom. Leo một cái adenom nó chỉ một khối dạng echo kém, thì em hiểu không? Tôi nói đồng nhất này, trong vùng tuyến mang tai đơn thuần thì ưu tiên là leo một cái adenom. Nhưng ngược lại, nếu mà nó có kèm cái tổn thương hạch tam giác cổ sau tròn echo kém, có kèm tràn dịch màng phổi, dù đó hạch bẹn hạch nách, thì mình sẽ nghi ngờ lymphoma. Với ai tự động nó có chặt, nó có nhiều hạch trung thất, có nhiều hạch nách, mà cái này leo một cái adenom nó đã chặt cổ em, nó lymphoma, hiểu anh không? Cho nên cái này nó chỉ khu trú, mình thấy một khối nó nằm trong vùng tuyến mang tai hay tuyến nước dưới hàm thì cuộc kém đơn thuần có thể có mạch máu ở ngoại vi, có thể không, thì mình nghĩ đến cái dạng này thôi, ưu tuyến ba dạng à, tuyến dưới hàm nó nãy giờ mình đi ăn tuyến nước bọt, trong tuyến nước bọt mình đã đi của tuyến mang tai, bây giờ tuyến dưới hàm thì ra tuyến dưới hàm thì nó cũng không khó lắm, thì nó được dẫn lưu bởi ống hoặc con, và tất nhiên cái vị trí đổ cắm vô ngay cái gai thắng lưỡi đó, ống hoặc con này đổ vô cái tuyến hàm, đây là tuyến cái này cái amidam của anh, amidam đây, cái tuyến hàm đây, đây tuyến hàm cấu trúc cũng tương đối đồng dạng đó. Và khi mà nó một trong những bệnh lý của tuyến dưới hàm hay gặp nhất đó là Hanula, nang nhái sàng hậu, nang nhái của tuyến dưới hàm, nang nhái do sự tắc của ống tuyến dưới hàm. Cái chỗ, em hiểu không? Hanula, đó là cái, nhắc lại lần nữa, đó là dạc, à, tắc của ống tuyến dưới hàm. Dạ, và trên hình ảnh anh thấy một cái khối dạng nang đây, và quan trọng là thấy được cái đường đi nó cấm vô trong cái dạng ống cắm vô bột vỗ ngay thắng lưỡi á. Đây là cái trường hợp mà hôm qua nói rồi, đó là cái đen tuyến hàm, còn đây là cái gì, nang giáp lưỡi, còn cái đen cái này nang giáp lưỡi, còn đây là ống tuyến hàm nó dạng. Và trong một trong những bệnh lý mà anh lại nói đứa trẻ này đến cũng tuyến hàm nó sưng nó đau nhưng mà thấy ống tuyến nó dạng, có sỏi của ống tuyến dưới hàm cũng gây tắc bệnh đau, sưng đau do sỏi, cũng có khi nó không do sỏi mà do tắc không đơn, nãy là tắc đơn thuần, ở này do có sỏi nó gây giãn ống tuyến đó, cái sỏi này em thấy đây có tuyến dưới hàm nó sưng, tuyến hàm nó sưng cái lưỡi này, và cái này thì đây ống tuyến nó giãn đau đùng, giãn không ha luôn là. Điều đó thôi.